Dạ. New York. New Jersey. New Jersey luôn. À, yeah. Dạ, ông xã em. À, rồi. Dạ, ông xã. Dạ, anh là Bà Xui. Bà Xui. À, rồi, bước lên đây. Tay rung, tay rung. Rồi, cái lưng. Trời ơi, cái lưng nổi cục luôn rồi nè. À, rồi. Mà hồi xưa người ta nói bị cái này bị gì? Có gai bị biểu mổ thì tắt. À. Rồi xong điều mạng gì đây? Thấy bớt, mới thấy trong mạng năm tháng trước à? Nói thầy về phải thì về liền gặp thầy. Đi thử coi. Đi thử coi. Vậy là kỳ này tôi qua Philadelphia tôi dành vài hôm ghé. New Jersey chơi ha, đi chợ ha, đi chợ Việt Nam ha. Ghé xong bài rồi. Xong bài không nhẹ. Tại hồi xưa tôi ở Monaco, cho nên nó là xong bài tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà đó thì chưa bao giờ thua tiền gì đâu xong bài. Cứ đi mạnh lên đi. Đó. Này là đi thẳng thẳng rồi đó thầy, trước đi công mà. Này sao? Hồi xưa là sao đi mấy tháng trước là đi còn xuống luôn, không có đi. Rồi, nằm xuống luôn đi. Nằm ngửa. Nằm ngửa có thẳng được không? Dạ không, cái cục mà nó đau. À thì cứ nằm xuống được đấy. Cứ nằm xuống. Đó, nằm ngay lên. Đó, thì nằm vậy thấy cấn không? Cấn. Phan, tôi lót này cho cấn thêm. Nhấn lên. Không có nhấn cao lên, ráng lên. Nhấn ngắn đâu rồi, giờ phụ cái em. Rồi, nhấn lên. Rồi, em lên ngồi lên cái này đi. Thử, cái này tôi thử thôi nha. Chưa đụng tới. Rồi. Anh Lợi Phụ cầm hai chân này. Nằm hai cổ chân kéo lại. Ở đây ai chơi cũng này với bà chứ. Đúng nha. Đâu kẹp đó. Được rồi, để xong rồi. Rồi, đó ra. Rả kim này trả ta đi. Rồi, bây giờ nằm im. Bây giờ thấy sao rồi? Nghe nó láng rồi. Có vẻ thẳng ra phải không? À, cái vụ này mới rồi nha. À, nhưng mà thấy nằm bây giờ hết cấn rồi không? Cái vụ này ngon rồi, quay qua đây coi. Nằm nghiêng qua đó, nghiêng qua. Về bữa tôi cho bà chạy bộ mới được. Hai biểu mà tới đây tôi cho bà chạy bộ. Rồi, con bây giờ đây, mạnh bảo lên. Rồi, người thả lỏng đây. Mềm ra nè, cái đốt xương này nha. Đây rồi. Ui. Kêu qua đây. Đây, dạ, dạ, cổ thân chưa. Người về từ New Jersey. Mà nhớ nha, nhịn ăn hấp khí trần đá là như tôi nói nha. Rồi bây giờ bắt đầu đứng dậy chạy đi. Chạy. Không có đau. Cao quá. Rồi, bây giờ cao lên rồi. Rồi, chạy đi cho mấy người kia tới chào chân. Rồi, bây giờ đi tới dưới mà. Co lưng còn vậy đây. À, quá hấp dẫn. Đi. Để cho bà bò. Đó, rồi đi lên đây. Đó, ok, bữa này thì ngon quá nha. Rồi đi nhanh lên đi. Đó, ok. Rồi, ngồi xuống đi. À, bên đây cá nhiều à, rồi tối nay ngủ được không? Rồi nói lại đi từ ban đầu là bị sao mà bị tới tình trạng gì? Ban đầu là chóng mặt,
giống như 70-80 tuổi đi không được. À, tự nhiên tự động nó vậy đó. Tự động chóng mặt giống như xây sóng với chiếc tàu đi lên. À rồi. Dạ, cứ đứng là không có đứng được. Rồi. Không có đứng được. Đó. Rồi. Rồi cách đó là bao nhiêu năm rồi? 20 năm. 20 năm. 25 năm. 25 năm. Rồi bữa nay sáng này dịnh ăn chưa? Từ hồi 6 giờ chiều hôm qua. Giỏi, giờ là được rồi. Trưa nay tới 12 giờ mới ăn đó nha. Dạ. Rồi, tốt. Rồi, ngồi, chóng mặt chưa? Dạ, anh chưa? Giật chứ nhỉ á. À, đó thôi. Dạ, được rồi, tới giờ là đủ rồi, nhìn anh ra. Bữa nay tôi điều chỉnh lên cho không có dùng thuốc nữa nha. Wow. Vô trở lại hết rồi. Rồi ok, ngon lành. Bữa nay ta làm máy là hết rồi. Còn gì? Oh, wow. Tốt quá. Rồi, nằm xuống. Rồi đây. Rồi, nằm nữa ra. Nằm thẳng ra. Rồi, nhấc cái mông lên. Đúng rồi, ấp, nữa, rồi, nhấc xuống đi. Rồi, ngồi lên đi. Trên mạng thì thấy thầy chữa được rất nhiều người về cái thần kinh tọa với lại rối loạn tiền đình và đau sống cổ. Thì bà xã tôi đó lúc trước đó là còng xuống đi không có được, mà nghe là nó bị chóng mặt, nghe là thần rối loạn thần rối loạn tiền đình. Thì đi nó như thế này nè. Nhưng mà bữa hôm nay đó là bữa ngày hôm qua thì thầy đã chữa sơ một chút xíu. Thì tức là bà xã đã đi lại và cái lưng nó không bớt đau. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay đó thì tức là coi như là một ngày mới cho bà xã tôi. Tức là bây giờ đã đi lại bình thường và chạy luôn. Và nghĩa là không còn chóng mặt và cũng không còn sợ hãi nữa. Con xin thành thật cảm ơn thầy. Cuộc đời mới. Dạ, con cảm ơn thầy. Con đã bệnh 25 năm rồi. Mà thầy chữa cho con, bây giờ con khỏi, con đi được bình thường. Là thầy là một ông thần chứ không phải là người thường. Bệnh nhân là phải có tay thầy mới hết bệnh được. Em đã đi nhiều chỗ lắm rồi. Là tốn kém biết bao nhiêu mà không có khỏi. Tới thầy 2 tuần nay, thầy kéo ra mấy lần, bây giờ hết trơn luôn, giờ đi được bình thường. Wow. Mà đó em phải chống gậy, em không có đi được, em đụng cái chân em không có nhấc lên được, cứ hít cái này là té, đụng cái kia là té. Bây giờ em đi đỉnh bên thường hết. Cảm ơn thầy rất nhiều. Rồi. Chị mình chỉ về, chỉ bên Mỹ về, rồi chỉ đi không có được, phải cho chống gậy và phải nói là cái lưng khồn lưng. Nhưng mà nói thì chỉ nói vậy, nhưng mà cái sự mà
quyết tâm của chị này là cái điều quá là quan trọng. Chị đã thực hiện được những cái gì mà ở đây hướng dẫn như nhịn ăn, hút không khí, rồi trồn đá, phải nói là bò đói. Rồi chị phải nói là rất tích cực. Vừa rồi chị đi Hà Nội, chị đã đi là dám đi trên cái miễn chai dài 6-7 mét. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.